kết cấu của bảng cân đối kế toán gồm có hai phần phần thứ nhất là tài sản phần thứ hai là nguồn vốn tài sản phản ánh mặt sử dụng vốn trong doanh nghiệp tài sản lại được chia thành hai loại căn cứ vào thời hạn đó là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn nguồn vốn là thể hiện của nguồn hình thành tài sản trong doanh nghiệp gồm có hai loại thứ nhất là nợ phải trả và thứ hai là vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu là vốn do các chủ sở hữu của doanh nghiệp đóng góp để hình thành nên. Còn nợ phải trả là cái nguồn vốn hình thành từ các khoản vay ngân hàng hoặc các khoản phải trả người bán cũng như là các khoản chúng ta còn phải thanh toán cho người lao động, vân vân.